tại thì anh đang đi nước ngược nha. Qua đây thì phải có hai ba người ra phía trước quan sát như thế này đây các bạn. Phía trên có một chiếc xà lan xuống các bạn. Bây giờ thì anh này anh đang tìm cách để mà xử lý nha, gọn khi mà qua đây nha. Đang chậm chậm để mà đi lên nha các bạn. Phía trên thì có một chiếc xà lan khẩm xuống nha. Khi mà qua đây thì những anh em xà lan thì né nhau, nhường nhau rất là nhiều nha các bạn. Đang bóp càng. Đang xuống các bạn, anh hai cabin luôn. Hiện tại thì mặt nước nó cũng chảy cũng khá là mạnh nha các bạn, tại vì giờ này cũng tầm 3-4 giờ chiều rồi. Đây bây giờ thì anh có thể đi lên này nha. Ở gần gần nghe tiếng động cơ xuống lắm các bạn. Trời ơi. Khi mà qua đây thì phải canh rất là chuẩn nha. Sao đang xuống các bạn. Buổi chiều nay thì xuống nước có đổ dữ lắm các bạn. Đây tiếp theo mình sẽ xem quanh xà lan đá các bạn nha. Thâm hậu ghê chưa. Anh đang lắp chiếc ghe lúa các bạn. Trời ơi. Má gì mà khủng dữ vậy chàng. Có chiếc xà lan ở phía sau bóp kèn các bạn. Cũng gần xuống này nha. Có anh ghe lúa anh đang từ từ đi lên. À, này anh nạp nghe sướng đó quá. Trời ơi. Sao đang xuống các bạn.
rồi các bạn. Quá tốc độ luôn. Xuống các bạn. Trên này còn một chiếc nha, chiếc hai cabin bự lắm. Là chiếc xà lan Nam K4 các bạn. Khá là lâu rồi mới gặp lại anh Nam K các bạn. Anh này có một cây bô huyền thoại nha, công lực thâm hậu. Cây bô rất là thâm hậu. Đang né cái xà lan kia các bạn. Quá dữ rồi. Không hết thấy luôn rồi các bạn. Quá dữ rồi, anh nạp trên kia kìa các bạn. Khói mịt tới trơn rồi, hết thấy chiếc xà lan đâu luôn rồi. Phía trên nha, dưới này là cây bô của chiếc xà lan ở dưới này nha. Đang xuống thêm một chiếc nữa nè. Anh kia anh đang ném vào phía bên trái luôn rồi các bạn. Anh Nam K này thì anh đang xuống nha. Do là chiếc xà lan ở phía sau nó bị khuất các bạn. Này cái bô nằm trong này nè. Trời ơi con kìa. Trời ơi. Đây các bạn, một vùng khói dữ luôn. Hai cabin nó ném phía bên kia nha các bạn. Các thấy không, khi mà qua đây thì nhường nhau rất là nhiều nha. Rồi rồi con thổi kìa. Rồi rồi con kìa. Wow.